Ăn cơm hay ăn kẹo? Ăn kẹo. Ăn kẹo tối nhịn cơm nhá. Thật nhá. Thật. Thầy bảo bố nhá. Thật. Bố tối không ăn cơm nữa nhá. Chào mọi người. Con chính là một con đuông rửa. Con chỉ ăn thôi. Để con nói. Thầy nói một lần rồi, để con nói một lần. Được, đồng ý. Con nói trước. Nói đi. Con ăn two and three. Được rồi, được rồi. Hả? Thầy muốn con thâu thầy biết thế nào là vô lý đó không? Con đang tập đấy nha. Sao đấy? Mình có 1 phút thôi mà. Đếm đi. Mình được có 3 phút. 5 phút thôi mà. 3, 4. 5 phút rồi. 3 phút 30 giây. Tươi lên, thẳng lưng lên. Chân, 3, 4. Phải thả quả trắng ra. Cái thằng này đau bụng không chịu. Thôi. Chưa hết đâu. Tập đi. Không chơi thầy nữa. Thầy có chơi với con đâu. Thích thầy. Nào, 1, 2, 3. Thầy đừng có giọng cái giọng đấy mà. 1, 2, 3, con làm gì? Giờ cái giọng đấy để hướng dẫn người ta học làm gì? Con có học cho hướng dẫn. 1. Đấy, thầy cứ ở cái giọng đấy là làm gì? Thầy gì? 1. Thầy cứ ở cái giọng đấy làm gì nhỉ? Nhờ. Thôi, thầy xin lỗi, đánh như nào? Thầy giờ, giọng thì khá thế nào? Đánh nhá. 3, 2, 1. Thế tự nhiên quát con đấy. Xin lỗi. Quát thịt lình đấy. Dừa. Thầy muốn con chết luôn đi. Thầy muốn con chết. Cầm đấy, vlog. Ui. Thầy đi rồi, sợ gì? Tưởng thế nào? Chó nhà thì không sợ đâu, chó nhà đánh luôn. Chào thầy à. Dừa kia. Đánh thứ 2 là 4 thôi, đánh chỉ có 2 là 4 thôi. 1, 2, 3. Thầy đếm con làm gì nữa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lần lượt, cố lên nào. Cố lên nào. Đánh được, con làm được. Mắt tay. Cho xem luôn, được chưa? Cố lên nào. Cố lên, con dẫm chắc chưa? Phải dẫm chắc. Con bị tăng động ấy. Thế bây giờ con phải cố gắng kìm lại những sự tăng động đó. Nhá, cố lên nào. 3, 4. Con chỉ đánh được như thế này. Cố lên, con sẽ làm được. 2, 3, 4. Cố lên, làm được mà. 3, 4, 1, 2, 3. Dẫm không phải nhấc về. Con đang có hứng đấy nhá. Thì dẫm chắc nào. 4, 1, 2. Cố lên, 1, 2. Được rồi đấy. Chán chưa? Chưa. Chưa chán. 4, 1, 2.
chân. Mười tiếp một mỏi chân. Đấy thì xem nào. Ui. Ui. À. Mười bốn mươi cho bộ cháu. À. Kinh, kinh. Hôm nay lại máu thế. Thích bánh trống chưa? Khoe không? Nó to lên nào. Thầy sẽ mang sạc lên. Ok. Thầy sẽ mang sạc lên. Hứa. Ok. Nào, tuy chân kích chuẩn luôn. Thấy nào? Ok, hai tay cùng đánh. Hai tay cùng đánh chứ. Tuy, đi tới đi. Nghe đi, nghe đi. Nghe đi con nào. Thầy không chấp nhận được đấy. Chủ nào, tập trung vào. Tập trung vào. Con không được nghiêng người, chỉ chân chân, đừng đẩy ra đằng sau, không đẩy ra đằng sau. Bao. 3 and 4 and 1 and 2 and 3. Thế thì bảo mẹ cho con chơi đúng không ạ? Được chưa? Thầy hứa. 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 Hứa luôn. Không có điều. Được chưa? 3 4 and 3 and nhỏ thôi. Thầy hiểu sâu đang vượt con. Đây nhá. Tập đây lên. Cái này của thầy đây mà. Để im đấy. Hiểu sâu. Của con. 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and now 1 and 2 chuẩn luôn. And 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and now chuẩn. Bụng đi ra đây. Thôi nhá, thấy chưa? Thôi. Nào, ô thứ hai. Ô thứ hai là gì? 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Đúng rồi, kéo nhẹ chân lên nào. Không phải nhấc mông, nhấc chân thôi. Không nhấc người cơ mà. Con phải ngồi cho đúng tư thế này, để con này chứ. Nhưng mà không phải nhấc mông lên nhá. Chỉ cần nhấc gói như gót chân thôi. Con biết rồi. Nào, anh đi. Đấy. Đi nhanh đấy. Nhanh, con đánh nhanh hơn nhịp. Con thấy con đánh chậm nhịp. Con phải đánh đúng nhịp, thầy không cần nhanh chậm, con phải đánh đúng. Được chưa? Chậm thôi. Chán. Cái gì mà chán, bật nhạc nhá. Đúng nhịp còn gì nữa. Con đánh sai, đánh nhanh. Nắng nữa, ngồi lên trống. Ngồi lên trống. Con câu rồi. Đập đầu ngầu vào. Vê. Cầm rồi. Con bị phục quần đấy. Nào. Gần được, gần được, cố lên, cố lên. Gần được rồi, gần được rồi. Gần được. Được. Chơi luôn. Nhưng mà đọc.
3 and 4 and. Tôi bảo tôi không đếm thế mà. Thế con tự đếm nhá. Nào, đọc đi. Đấy, chân. Xin giới thiệu. Ta. Con dừa. Ta. Hôm nay được đi mua trống con cảm thấy như nào? Không vui lắm. Không vui lắm á? Không vui lắm mà mặt thế này à? Hả? À? Vui không? Cả. Hả? À? Cả. Vui như nào thể hiện để xem nào. Nó mới đắt chứ đúng không? Không bộ này này. Cả à. Xếp này. Ờ. Nó là tầm 9 đến 10 triệu. Cái này nhiều cá hơn. Nhớ bài không? Nếu mà cái mặt thường với cả mặt âm. Nếu không lấy mặt giả thì nó sẽ giảm đi được bao nhiêu? Nói đi. Cái này. Không sao. Thế, cái mà dẫn chân hình tròn. Cái đấy okay. Sẽ chuyển về sau. Đấy, trống của con đấy. Của đất. Càng nghĩ. Phê không? Phê không? Phê ạ. Quá phê. Lấy cái này quá cho. Quá phê lắm. Quá phê lắm. Quá cho thầy. Con đánh sai mấy kia sai lệch hết nhịp rồi. Cố lên nào. Đấy. Nào Chu không dẫm kích cơ mà. Con vẫn đánh sai rồi đấy, nhưng bị đúng chứ. Lại nào lại. Cố lên. Mày cua dừa ơi. Con đừng tưởng thầy không biết. Thầy chả có gì thầy không biết cả. Nào. Sau 10 năm sau 10 năm thì cá mập sư tử con lớn dần lên và trong 10 năm đó nó học rất nhiều võ công cả hai vì gỗ con nó sẽ... là bằng sắt titan pha kim cương rất cứng. Nhưng mà con xem trong Minecraft là người ta chế tạo cái con này phải đi qua một vũng bùn. Bùn nó cứng lắm. Không, bùn cực mềm. Bùn cơ mà. Nhưng mà nó dính. Đánh đi thầy kể tiếp. Đi qua một vũng bùn. Nhưng mà ở trong bùn nếu mà để lâu quá là nó cứng lại. Ừ. Nhưng mà bùn này bùn kia. Ông lão thợ rèn kia. Chàng trai phải con cá mập sư tử phải đi qua bãi bùn ở dưới toàn lươn. Lươn điện. Tiếp tục. Đánh đi. À. Ngày đầu tiên chàng trai đã bị thất bại. Bởi vì sao? Chưa tìm ra cách khắc phục để đi qua vũng bùn. Vũng bùn rất là rộng, nó phải đi từ đây ra kia. Đi thầy kể tiếp nào. Cái gì? Đúng. Bùn ngã xuống thế là nó chết mình. Đấy, anh đi kể tiếp. Sau khi ngày đầu tiên chàng trai đã bị trích điện và không qua nổi
một bước chân. Đó, bắt đầu chàng trai. Thầy. Nói. Thầy có vợ chưa? Chưa. Thầy. Ba thầy ơi. Thì thầy thì vuốt cái tóc kiểu lồng rắn ấy. Xong cô. Gì? Ôi. Gắt cả đấy. Gật đầu đi. 2 and 3 and 4 and 5 and 2 and. Gần được rồi. Không tem gì. Thầy điên lắm rồi đấy nhá. Ngồi thẳng lên. Hắn ổn ra. Thank you.
kỷ luật nhá. Không bao giờ. Ở nhà trong kỷ luật nhá. Không bao giờ. Thôi thì về đây. Bye bye. Bye bye. Đạp cho phát rồi.